Toyota Land Cruiser Prado được xem là một trong những mẫu xe khá giữ giá ở thời điểm hiện tại. Trên thị trường xe cũ, không hiếm gặp các mẫu Land Cruiser Prado đã qua sử dụng đang được giao bán. Mức giá giao bán sẽ tùy thuộc vào một số yếu tố như đời xe, số lăn bánh, lượng trang bị có sẵn trên xe. Mới đây, một chiếc Toyota Land Cruiser đời 2019 được giao bán khá hấp dẫn. Đáng chú ý, dù chiếc xe đã di chuyển được khoảng 7 vạn km, nhưng các chi tiết nội ngoại thất còn khá mới. Điều này chứng tỏ chủ xe khá giữ gìn phương tiện trong suốt quá trình sử dụng. Giá bán mong muốn chủ xe là 2 tỷ. Ở thời điểm năm 2019, giá lăn bánh của Toyota Land Cruiser Prado bản VX rơi vào khoảng 2 tỷ 6. Như vậy, chủ xe lỗ khoảng 600 triệu sau khoảng thời gian 5 năm lăn bánh. Toyota Land Cruiser Prado là một trong những dòng xe SUV 7 chỗ được ưa chuộng nhất tại Việt Nam, nhờ khả năng vượt địa hình xuất sắc. Dù kiểu dáng của xe được giữ nguyên qua nhiều năm, sự ổn định này không khiến mẫu xe kém phần thu hút trong mắt khách hàng Việt. Hãng xe Nhật Bản đã chọn cách tiếp cận cẩn trọng, không thực hiện những thay đổi đột phá về ngoại hình cho dòng xe này. Land Cruiser Prado sở hữu khung gầm rời body on frame, giống như những dòng xe thể thao đa dụng cỡ lớn và bán tải. Sự kết hợp cùng với hệ dẫn động hai cầu linh hoạt đã tạo nên khả năng vượt trội trên mọi địa hình, đánh bại nhiều đối thủ cùng phân khúc. Về thiết kế ngoại thất mang một vẻ ngoài đơn giản, nhưng lịch lãm với lưới tản nhiệt quen thuộc. Đèn pha LED của xe có thiết kế mềm mại, vuốt từ giữa ra hai bên, tạo nên vẻ đẹp hiện đại, pha chút tương đồng với thiết kế của BMW. Nội thất của xe đem đến sự thoải mái và tiện nghi với vô lăng bọc da tích hợp các phím chức năng đa dụng, điều hòa tự động hai vùng với cửa gió phía sau và hộp làm mát, giúp giữ lạnh thức uống trên những chuyến đi xa. Các tiện ích khác bao gồm hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động hai vùng, ghế người lái chỉnh điện, hàng ghế thứ hai điều chỉnh được và khởi động bằng nút bấm. Ở phiên bản máy xăng được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh 2.7 lít, sản sinh công suất 164 mã lực và mô men xoắn 246 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu, mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ trên mọi hành trình.